Game so deep, mấy friend mà chưa yêu chưa hiểu được đâu. Welcome to the rot game, my friend. Rot hay là root? Rot hả? Rot nghe như mục rửa. Oh shit, tiếng nó hơi to, để mình cho volume lại nhé. Ok. Ôi chà, Slenderman cùng vợ gửi Justin. Đây là ngày mùng 1 tháng 11 năm 1000, à lộ, năm 2018. Thời gian ở nhà thì rất tốt. Bà ngoại thì đang ở với bố mẹ hả? Hay là với chúng tôi gì đó, ở trong căn phòng còn trống. Và bà đang nấu ăn cho chúng tôi. Quá, bà làm chúng tôi những cái món ăn rất là ngon vào ngày Chủ nhật. Và tôi đang nghĩ về cái chuyện đó. Tôi vẫn đang mong được làm việc ở ngày lễ gì đó. What? Emma, fucking hell. Mấy friend nhớ là bên nước ngoài ấy, cái ngôi của nó là you với me thôi, cho nên là mình giờ chả biết là cái con khỉ Emma này đối với thằng Justin này là cái gì cả. Có thể là mẹ thằng này, cũng có thể là vợ thằng này. Cho nên là bây giờ nói chung là con Emma nó đi về bà ngoại nó rồi. Biết vậy là được nhá. Còn biết hơn thì để sau đi. Ê, có bức tường vô hình rồi. Oh la la, Santa Maria. Chào mừng mấy friend đến với căn nhà không phải là của mình. Oh la la, Santa Maria. Nước ngoài làm mấy cái nhà tắm chỗ này. Cũng được. Để tốn nước. Gì đấy biết. Gửi Emma. Wait what? Hồi nãy Emma gửi cho Justin, bây giờ Justin gửi ngược lại cho Emma. Love hả? Love là tình yêu à? Thôi khéo, hai đứa này vợ chồng rồi. Gửi Emma hả? Khi mà em đọc những cái dòng thư này thì làm ơn này chắc chắn rằng là những cái gì ta? Đặt lại cái cuộc cái điện thoại trả lời hộp trả lời tự động hay là sao ta? Hay là cái gì mà cho đúng với tên tác giả vậy đó? What the fuck? Tạm thời thì anh đang bị bệnh, anh đang bị cảm một vài ngày và anh quên mất cảm giác là khỏe mạnh như thế nào. Làm ơn cầu nguyện cho anh đi. Có thể đây là bức thư cuối cùng anh gửi cho em. Và đừng lo về cái cuốn sách này. Hãy tập trung vào công việc của em. Đó là ở nhà đi. Bởi vì anh sẽ không đi đâu cả. Nghe có mùi giống bị cách ly vậy. Chấm hỏi. Lại một bức thư nữa. Lại là Justin gửi cho em ma, my friend. Sẽ lộn tung phéo này. À, mọi thứ ở chỗ anh thì rất là tuyệt vời hả? Rất là khác khi sống ở thành phố và hình như thằng này về nông thôn hay sao? Và từ từ thì anh mới có thể làm quen với nơi này được. Cái nơi này thì cái tiếng ồn này hả? What? À lộn. Không có tiếng ồn chứ lộn. Cuộc sống ở đây thì giống như là không tồn tại hả? Giống như vừa ghé thăm. Giống như từ một căn biệt thự trang trí nhà cửa. The fuck? Tất cả những quyết định mà bỏ tiền tiết kiệm cùng bạn bè đến cái khu vực này cuối cùng cũng thành hiện thực. Họ đã cứu anh khỏi bản thân của mình một vài thời gian gì đó, một vài lúc. Công việc của em như thế nào rồi? Đừng quên rằng anh yêu em gì đó, Justin. Chấm hỏi và lại chấm hỏi. Được cái nhỉ, làm chỗ này để rượu hay cho mấy friend này. Làm cho để rượu hay chứ. Lâu lâu đá phát là bể hết rượu luôn. Đi ngang qua mà giờ giỡn. What is this? Sở thích hay đấy. Ok. Có thư gì không? Đọc lẹ nào. Có luôn. Gửi Justin. Emma gửi cho Justin. Bọn cờ hó này bị rảnh người ta. Mình nói thật bọn này bị rảnh hay sao mấy friend ạ? Sao tụi này không nhắn tin cho nhau đấy? Mà tại sao lại viết thư mà lại bỏ ngay nhà này, một nơi bỏ một góc vậy? What the fuck? Mình bối rối phải kích mấy friend ơi. Mình bối rối thực sự luôn đấy. Thế là thế nào nhỉ? Mình đang nói ra ngoài đời luôn mấy friend ạ. Nếu mà thư mà một đứa gửi cho một đứa thì nó không sao. Mà đằng này hai đứa này gửi qua gửi lại. Cứ như thế là... Thế là thế nào nhỉ? Thế như tụi nó đang nhắn tin với nhau trên điện thoại ấy. Nhưng mà đâu có phải vậy. Nhắn trên điện thoại đâu có hoạt động kiểu này. Nếu mà để ở nhà tính là phải về nhà mới đọc được mà. What the fuck? Cái gì đây gửi Justin, em xin lỗi rằng là em đã không thể hoàn thành được cuốn sách mà anh cho em mượn nè. Em biết rằng là em nói rằng là em phải hoàn thành cuốn sách ngay bây giờ, nhưng mà em quá bận. Em có công việc ở đằng sau quầy bar và ở một quán bar gần nhà. Phật, em phải làm ca thêm, bla bla bla. Cuối dòng cuối cùng là em ước chúng ta được đi học cùng nhau vậy đó. Nơi mà chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày.
Ê, bây giờ thì tôi đã hiểu, my friend. Hình như là một đứa làm ca sáng, một đứa làm ca đêm hay sao ấy. Bây giờ thì tôi đã hiểu, đọc bức thư này mình mới hiểu. Con Emma này nó làm trong quầy bar, my friend ạ. Mấy quán bar thường thường làm đêm không à. Còn lúc mà đêm á, thì thằng kia nó là ngủ ở nhà. Mà lúc con này về nhà, thằng kia đã đi làm ngày rồi. Thì con này ngủ ngày làm đêm, thằng kia làm đêm ngủ ngày, kiểu kiểu vậy đấy. Mấy phải hiểu chưa? Ngủ ngày làm đêm chứ, I'm sorry. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Nói chung ngoài đời cũng có mấy cái cặp như này, mấy phải là cặp vợ chồng á. Cặp vợ chồng mà người ta kiểu như giờ giấc người ta nó không có được đồng điệu với nhau á. Ví dụ như ở Nhật Bản, à lộn, ở Việt Nam mình đi thì là mấy có mấy công nhân quét rác này, mấy người công nhân quét rác cho chúng ta thì thường thường họ phải làm về đêm, ban ngày họ về ngủ. Hiếm hiếm hoi mới được gặp chồng của mình, hiểu chưa? Mấy phải hiểu cái vấn đề này chưa? Thì nói chung ở đây vợ hai vợ chồng làm cái đách gì mình biết, nhưng mà còn vợ làm quán bar rồi đó. Làm bartender rồi đó, cho nên là nó về về trễ. I see. Vậy là chúng ta không phải chơi game kinh dị rồi, chúng ta đang chơi game tình cảm, my friend, tình cảm phiêu lưu. Rồi, Justin lại gửi ngược lại cho Emma. Anh nghĩ rằng là anh cần một cái vài bài học nấu ăn từ ai đó mà anh tin tưởng. Những gì mà anh nghĩ rằng nó sẽ cải thiện được trong nhà bếp thì có vẻ như đang phát triển à? What? Và anh thích Bonnie Tyler giống như một người anh hùng vậy. Anh yêu cái cách nấu gừng mà em đã làm khi Giáng sinh lần trước khi mà em đến ghé thăm. Chúng ta liệu có thể nấu được món đó một lần nữa không? Để anh có thể cảm thấy anh và em hai người như một gì đó. Bởi vì cuối cùng anh cũng có thể làm, anh cũng có thể ăn được cái thứ thức ăn mà em làm ở cái nơi này gì đó. Fucking hell. Còn yêu nhau mà đưa lên game làm gì đây? Ế. Đây mới là phòng khách à? Confused as fuck. Nhà này nó làm thiết kế của đất gì mà phải, mình tưởng là giờ mình đi qua phòng khách rồi. Rồi bây giờ có thư gì đứa nào gửi cho đứa nào đây, lẹ lẹ để mà đọc cho nó nhanh nào. Cái gì đây? Lại gửi Justin, Emma gửi ngược lại Justin tiếp. Em hy vọng rằng là anh đã phục hồi từ cái căn bệnh cảm lạnh của anh. Nghe có vẻ như rất là nguy hiểm đấy nhé. Anh đã phải chịu đựng nó cả 2 ngày liên tiếp sao? Ôi em chỉ có thể cầu nguyện cho anh phục hồi hoàn toàn. Nếu như anh có thể trả lời bức thư này của em thì em sẽ biết rằng anh vẫn đang còn khỏe khỏe mạnh gì đó. Anh nên gọi là nguyên vẹn đến khi mà anh trở về nhà với em đi nhé. Bởi vì quay trở về nhà sẽ mang rất nhiều ký ức đấy. Nếu như mà em có thể về nấu cái món bánh mì đó cùng anh gì đó, thì anh phải quay trở lại nơi mà chúng ta hẹn hò với nhau lần đầu được chứ. Em nghĩ rằng như thế mới công bằng. Nhớ anh nhiều em mà. Ok. Ế. We are back, my friend. We are back again. Ta đã quay trở lại ở đây. Còn phòng này mình chưa vào thôi. Phòng gì đây? Phòng thay đồ. Bọn Mỹ nó hay có mấy kiểu phòng như này này mấy friend. Nó làm cái phòng nhỏ nhỏ xong làm mấy cái giá kiểu này này. Game kinh dị nào không thấy hết. Gửi Justin một lần nữa. Em là ai? Em là em mà. What? Để làm ơn mà nhìn món quà Giáng sinh của anh đi. Mở nó ra sớm hơn trước Giáng sinh buổi sáng nhé. Santa thì không nói với em nó là cái gì cả. Nhưng mà... What? Anh hãy nói cho em biết nếu như nó không vừa nhé. Nhưng mà em nghĩ A là nó sẽ không vừa với anh chứ, B là nó vừa với anh, C là anh rất thích nó. Hey, nếu như mà như vậy thì Giáng sinh này, những cái thứ này đều thành hiện thực gì đó, thì em sẽ trả lời cái thông tin này cho anh ấy. Em hy vọng rằng là anh giữ ấm vào cái mùa Giáng sinh này và anh sẽ không nhớ em quá nhiều. Rất nhiều tình yêu dành cho anh em à. Fucking hell, love story my friend. Oh shit. Alo, vừa nói love story xong em đây. Kích.com. Cái gì đấy? Không bấm được. Alo. Cái gì ta? Tôi không nghe nhiều qua bức tường này lắm. Họ thường nói rất nhiều. Tôi thường thường nghe họ nói qua bức tường. Gửi em à, anh nhớ em nhiều lắm. Đừng lo lắng về cuốn sách của anh. Liệu em có thể nói cho anh là khi nào lần tiếp theo chúng ta gặp nhau được không? Yêu Justin, gửi Justin. Anh yêu em, anh đang bận. Chấm hỏi. Oh shit, I'm sorry. 18 cộng mới ra đừng report nha.
Nhưng mà nhìn thấy 18 cộng VL đó. Mặc dù nó nằm ở cái độ phân giải cực thấp, nhưng mà mình có thể tưởng tượng ra được bức ảnh nó ở cái độ phân giải cao. Ok. Vì em mà anh tìm thấy bản thân mình ước rằng là em ước ít nhất phải khóc hả? What? Anh đã làm rất nhiều việc gần đây ở cái nơi mà anh rất vui và muốn em bỏ nó đi. What? Nó còn chưa hoàn thành xong. Làm sao em có thể nhìn thấy cái nơi này và nhìn thấy một thứ là hoàn thành? Làm sao em có thể gọi là ích kỷ như vậy được? Justin, the fuck? Nói gì vậy? Oh shit. Ủa sao nhà tắm ra đây rồi? Sao bình chữa cháy này bự vậy? Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Anh ấy đang ở giữa một cái... giữa căn hộ một lần nữa. Mình nghĩ rằng mình sẽ chuyển đến đây. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? What? Dụ gì ta? Nghe mình nói về cái gì vậy? Ủa mình lại ra đây rồi? Lại là cái bức ảnh đối trụy này. Ê. Ủa kinh hiểu. Họ nói về cái gì vậy? Phòng này phòng gì đấy? À, nội dung 18 cộng và color my friend. Look at that. Oh, I'm sorry. Bức ảnh nó cũng thay đổi luôn à? Cái hồi này bức ảnh làm gì thế này? September là tháng 9. Không thể chờ đến ngày được ôm em. Nói cho em biết rằng anh không thể chờ em được ôm anh. Em à. What the hell? Cục kích.com. Bạn có biết chuyện gì xảy ra ở đây không? Nói chuyện với con gấu ở đây. Con gấu trả lời, đây là một câu chuyện dài lắm. Khi mà anh ấy đến đây và trang trí nó lại hầu như mỗi ngày, nó không còn cảm giác giống như đây là một căn phòng ngủ nữa. Chứ đây không phải phòng ngủ thì là phòng gì? Oh shit, I'm sorry. Bây giờ mình là cái thứ gì đây? We're on different pages. Chúng ta không giống nhau lắm. I just feel like I don't know. Em không biết. I don't think I can live in this place with you anymore. Em không thể là em sống ở đây với anh được nữa đâu. The way you've changed it. Cách mà anh thay đổi nó. I just don't think this can be the place I trust to keep me safe when I sleep. Em không nghĩ đây là nơi an toàn khi em đi ngủ nữa. Do you understand? Anh hiểu không? I feel like. Em cảm thấy như. Do is look at me and put me in. Những gì anh làm là nhốt em lại và đưa em về một cái nơi khác. Em không ở đây được. Em không ở đây được nữa đâu. Em không muốn thay đổi anh. Chấm hỏi. Ok. When you left, khi mà em rời nó, giống như em vậy. What? Muốn gì? Want to gì? Want to watch me? Khi mà em rời khỏi nó, giống như em đã từng gì đó. Muốn được nhìn thấy anh. Bị giả mạo bởi một ai đó khác. Em thật may mắn vì em đã cho anh cái nỗi đau mà em không thể tưởng tượng được. Làm sao em có thể ổn khi mà để một ai đó xung quanh mình mà em đã bỏ lại cái gì đó? What the fuck? Nó quá dễ dàng để giết anh. The fucking hell. Thôi mình đọc mấy này đâu mấy fan ạ, toàn tiêu cực không à. Cứt.com gì vậy? Cái tim kìa.
Anh bây giờ muốn em trở thành cái văn hóa hóa phẩm đồi trụy là sao? Đấy tìm đang nói đó hả? Ôi thật là vãi kích. What the fuck are you? Ê? Love, tình yêu my friend. Wow. Khi mà mọi thứ chưa xảy ra my friend. Everything is so beautiful. Everything is so white my friend. Mọi thứ rất là trong sáng và rất là trắng tinh tinh khôi my friend. Tình yêu là vậy đó my friend. Cho nên là mình vẫn cô đơn đến giờ my friend, hiểu chưa? Yêu nhau để làm gì? Yêu nhau mà không hợp nhau nó đau khổ lắm. Một người thì vẫn yêu người kia, còn một người còn lại chỉ muốn rời đi thôi. Kết quả là gì? Kết quả là bi kịch nó xảy ra thôi. Một người thì níu kéo, một người thì muốn ra đi. Hai người gọi là không thể nào gọi là chung đường được, chung đôi được, tan vỡ, đổ vỡ. Tệ hơn nữa là gì? Tệ hơn nữa là bi kịch xảy ra, my friend. Game so deep, my friend mà chưa yêu, chưa hiểu được đâu. Mình chỉ nói vậy thôi. Ok.